Hello, xin chào mọi người quay lại kênh Săn Ma Vlog nha. Thì hiện tại giờ mình với cánh tơi đang lội lên trên đỉnh núi. Thì ở trên đỉnh núi này thì mình biết đó cả nhà. Thì nó có một cái cây cổ thụ và có gương mặt người ở trên đó. Thì ở trên đó thì có một cái am nhỏ của một nhà sư từ ông mà miền Trung vào trong này để tu hành đó cả nhà. Thì bây giờ anh em đang lội lên trên cảnh tơi này muốn xỉu rồi. Thế cái thì còn một đoạn nữa thôi thì cũng gần tới rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng camera và đợi khi nào tới đó mình sẽ quay cụ thể cho các bạn xem nha. Thì bây giờ đi đặt đường qua cái nhà. Lâu quá cũng mình chưa quay ra đây á. Thì cũng không nhớ đường kỹ lắm. Cũng tính đây cũng hơn 2 năm nay rồi mình chưa có quay đây. Với lại nãy giờ anh em đi mệt quá mệt rồi, cái đường không biết đường nào luôn nữa. Đường tới đây nghĩ mấy lần nữa. Nãy giờ là nghĩ được 3-4 lần rồi đó. Cái đoạn đường này đúng rồi. Phải không nữa. Đó đúng rồi. Đây cái hết dốc rồi tới nè. Okay. Mà lên dốc tới ngồi thở một khúc đó. Cái thở thì chắc rồi. Mọi người quay cái góc cho mọi người xem nha. Dạ. Nè. Cái dốc nó lên thế này. Thở rồi muốn xỉu. Về cảnh về không muốn nói chuyện nữa. Chỉ thở thôi đó. Bây giờ thở cũng là chuyện khó khăn với cảnh. Tới này cái nhà này. Sư ơi, cái sư nhà không ta? Ủa? Có chăn lên nữa hả? Ủa? Không phải. Đừng quay phim nữa. Ủa sao hả? Không quay phim đó. Ủa sao vậy? À, có nghĩa là bây giờ mấy chú ưng quay mình cảnh thì quay. Ờ. Đừng quay người nha. Ủa sao có sao? À, bởi vì mình ở đây không thích. À. Ừ. Rồi bây giờ mọi người ưng quay thì cứ quay đi. Rồi. Còn đi tìm sư nào, cái ông này đúng không? Ủa, ông đâu rồi? Ông đi về rồi. Ông đi về đâu? Ông đi về quê rồi. Ủa sao vậy? Ừ. Về đó ở. Ờ, à, nghỉ ở đây hả? Đúng rồi, ở đây trả lại. À. Trả lại chỗ cho người ta. Dạ. Nhưng mà thì cái vị sư lúc trước ở đây á, thì hiện tại bây giờ đã đi về quê, mà chắc có lẽ là không về đây, quay về đây nữa cả nhà. Thì đây là cái gương mặt này cả nhà. Đi tới đây mà ngồi kìa thở. Thì lúc nãy định quay vào hỏi sư xem cái thời gian mà ở đây có gặp bất cứ một cái điều gì của tâm linh hay là không. Nhưng mà rất là tiếc là cái vị sư lúc trước ở đây á thì đã đi về quê rồi. Thì có một vị sư mới ở đây, nhưng mà mình không hiểu tại sao họ sư này thì không muốn mình quay, cũng như là không thích. Thì cái điều đó thì mình không có thể ép buộc, và cũng như là không thể nào mà mình ép người ta được hết. Rồi kìa, có cạc điện 1 năm không hả? Ui, có cạc điện 1 năm không? Có cạc điện 1 năm không? Chắc cũng nếu mà xe 1 năm lên được. Thì ok, thì nói chung thì cảnh thì rất lẽ đi núi không quen đó nha. Thì cái đoạn đường từ dưới nó đây chắc khoảng không xa lắm đâu, chắc khoảng gần 200 mét à. Nhưng mà với cái bực gốc nó cao quá thì người chưa đi quen thì nó sẽ đuối, rất đuối cái chân, rất là mệt. Thì hôm nay thì mình đến đây và cũng như là muốn quay và cho các bạn thấy rõ về cái sự đồn đại, cũng như là về một gốc cây cổ thụ và có một gương mặt người ở trên đó. Thì các bạn thấy nè, ở đây là mắt ha, và chân mày, bên đây cũng vậy, bên đây có cái miệng và 2 lỗ mũi đó. Thì cái gốc cây này á, theo mình tính chắc cũng phải vài trăm năm rồi nha. Đây là một gốc cây châm, một gốc cây châm cái nha, mà cái chiều rộng nó rất là bự, tính chắc phải vài người ôm mới hết. Thân thì được chia ra làm 2 cái nhà, bên đó thì chia làm 4-5 luôn. Cảnh thì bây giờ không còn sức để nói chuyện nữa. Ở bên đây có cái gì nè, ở đây có cái gì cả nhà, gì mà đỏ chát đó ta, giống như chữ gì á. Nằm tưởng nó chết rồi không. Cái gì? Cái cơ thể tôi á. Sao? Giống như là bốc hơi vậy. Bốc hơi giống như nó muốn bay lên phải không? Không, nó nóng á. Giống như tôi đang nằm. Tức là giờ tôi không biết mô tả sao, giống như kiểu đống lửa mà ông đang hơ tay lên. Cơ thể tôi đang bốc hơi nóng ra. Rất là kỳ. Giống như là đây mình lại trong người đang hơi nóng ra, cái càm đang cảm nhận rất là nóng, giống như cái người đang bị đốt cháy vậy. Cái vị là có nhiều người ta đi lên đây vẫn mệt, nhưng mà chút xíu người ta cũng hết mệt à. Đang bị bốc cháy. Tay chơi muốn rung không? Bình thường. Bình thường hả? Ừ. Nếu mà mình theo mình kinh nghiệm mình biết ha, đi núi này nọ ha, là mệt đến mức độ mà cũng như là không đi nổi là tay chân rất là rung. Tay chân bình thường. Nhưng mà hiện tại trong người á nó có cái luồng hơi nóng bốc ra gì? Nó đang bốc hơi, giống như là đang cái nồi nước sôi mà hơi nóng của nước sôi nó bốc lên đó. Ở trong người đây nó đang bốc hơi lên, và cái cổ cái càm đang cảm nhận rất là nóng, rất là rõ luôn. Có cái nào bị về vấn đề tâm linh không? Tôi thấy đây có cái bánh cúng nè, mà trên đây có một bức tượng. Đây có một cái bánh cúng bị rớt ở đây, và ở đây có một bức tượng bị cục đầu, cục cái mình luôn, còn cái phần giữa không. Hiện tại thì bây giờ mình phải ngồi dậy nổi luôn các bạn, không biết sao nữa. Mà nó không phải mệt, đây tay chân mình bình thường không có rung. Phải là mệt lên, bước lên núi mệt á thì nó bị rung tay chân, rồi mệt bụng thủng tay chân. Lần này mình bình thường mình tự nhiên lên đây cái mình xuôi ngang luôn. Mà nãy giờ mình nằm á là mình cảm giác như là trong người mình đang bốc cái hơi nóng rất là kỳ, mà nó ra hơi nóng mà tới nơi cái càm mình đây nè, cảm nhận rất là rõ luôn, không hiểu nói nữa. Thì lên đây là chiêm ngưỡng cái cây, mà vừa lên tới đây là mình tự nhiên nãy giờ đi mình thở rồi đó. Thì trong khi ra mình từng đi núi két được cái thứ mình lên vẫn mệt, thì có mệt vô ngồi nghỉ tí vẫn đi được, nhưng mà lần này á, từ ở dưới cái chân núi đi lên đây nó có cái sự gì đó mà cái chân mình nó nặng, nó chịu lại, giống như là không cho mình lên đó, rất là mệt, rất là khó chịu, rồi lên không được, rồi cố gắng đi theo Tú Săn Ma đi lên tới nơi nào mình trụ ngang, mình không còn sức luôn. Rồi nãy giờ nằm thì thấy cũng đã đỡ, nhưng mà mình đang cảm nhận cái hơi nóng của mình đó, nó bốc hơi nóng ra, không hiểu, hơi nóng ra rất là nhiều, giống như là cái nồi nước sôi bốc khói lên. Cơ thể nóng khó chịu. Cái này khỏe rồi, nhưng mà nằm là nó khỏe rồi, nhưng mà nó ra nào mà hơi ướt hết luôn. Có bảo lạnh không? Không, nóng cực kỳ luôn, y như nước sôi vậy á. Bình thường nếu mà theo người ta ha, bình thường nếu mà đi núi á thì nó rất là mệt thiệt, nhưng mà cái là ngồi khoảng tầm 5-10 phút là xong rồi, này là khỏe rồi nè. Mồ hôi nè, vuốt cái ướt luôn áo á, nó không phải mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng lắm, giống như cái cơ thể mình đang bị bốc hơi vậy. Và nước nó đọc ra. Cái này mình không biết rồi, mình giải thích bằng cách nào ha, không biết đâu. Là vừa tới cây rồi mình sùi ngang luôn á, mình tìm chỗ để mình nghỉ. Rồi tôi thì cũng bỏ đi núi cũng khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, nhưng mà khi đi lên đây cũng rất là, chung cũng mệt thì mệt, nhưng mà cảm giác rất là bình thường. Khi mà lên đây mình lừa ở đây là mình quay luôn đó nha, nãy giờ mình chưa nghỉ luôn á. Đúng rồi, nãy giờ ông quay tôi nghe mà mắt tôi không mở, mình luôn nghe. Ok, giờ tỉnh đó. Bây giờ cái cơ thể mình nó vẫn còn ra hơi nóng từ trong người nha. Ở trên đó có một cây cũng cổ thụ luôn đó, nhưng mà chiều cao là không có, là như bị cái gốc dưới thì nó lớn thôi, nhưng mà chiều cao không có. Còn mới đứng lên bị làm mệt nữa, đâu có leo núi đâu, chón đầu mồ hôi ra nữa nè, chón rồi. Mà mình nãy đang ra nóng rất nhiều, không có chón. Tôi thì em là đà quê, tôi nghĩ là giống như là muốn bị say sẩm cái nhà, bị này đứng ngay gốc cây mặt người. Gì trời, ôi đổ máu nữa rồi. Cắt xuống không mày? Sao? Mệt quá, tự nhiên đứng lên nổi luôn. Để lái nó cầm cho. Ở máu gì vậy? Ở máu gì cả nhà? Biết ở đây tao nữa. Đứng vậy mệt lắm. Tôi thấy ở đây cũng khá là mạnh đó, tại cái cổ thụ này cũng mấy trăm năm rồi đó. Nè, mồ hôi ướt hết trơn, mà mồ hôi này là nó không có lạnh, nhưng mồ hôi lạnh mà nóng. Giờ đi mà thấy là tôi không ổn khi ở trên đây, nãy giờ là tôi đứng không được luôn á, không có quay được gì hết luôn. Mới lại đứng nó mấy câu ngay cái gốc cây thì là đâu rồi tôi bị rồi, nếu không ổn lên xuống rồi. Tôi thấy cái gì cũng thấy nó hơi kỳ với sao, cơ thể tôi làm như là nó bị trón hoài à, nó không có thấy được, cầm mắt mình nó không nhìn không được kỹ nữa. Con cầm để tôi sợ xá mới xá, có lẽ là tôi hơi bất kính khi nãy chị tay vào. Rất là mệt luôn á, mình rất là mệt luôn á. Hy vọng là những cái chư vị ở trên đây họ sẽ bỏ qua cho tôi cái sự mà thất lễ của tôi lúc đó. Tại vì đây nè, mồ hôi mình ra liên tục, dù là nãy giờ mình đã nằm thời gian khá là dài rồi mà không có lội nữa, nếu mà lội nữa thì mệt không nói. Này mình nằm mà mấy cái đoạn gì dữ có sao không nè, mấy cái đoạn gì đi dữ có sao không? Bây giờ tranh thủ mình đi. Giờ tự nhiên đứng dậy cái mình say sẩm. Thì hôm nay thì hai anh em bên đây cả nhà, thì cảnh thì bị một cái biến cố rất là lớn đây. Mình không biết là do cảnh đã cũng như là chạm vào gương mặt ở trên cây mà cũng như là không xin phép trước hay sao á. Cảm giác mà khó chịu và ngợp ngạt, khó thở và buồn nôn này giống như cái ở ngôi nhà mà tôi từng bị xém mất mạng. À đúng rồi, bạn bị cũng bị ói máu đó hả? Bây giờ là đi xuống. Thì cái nhà thì có lẽ thì mình sẽ kết thúc clip như là cảnh ha. Thì tôi có định đi xuống mình xem, nếu mà cảnh có bất kỳ vấn đề nữa thì mình sẽ có thể là mình làm cách nào đó cho cảnh dễ gấp. Là có ông thì cứ hỗ trợ tôi nha. Ừ. Thôi thì chúng mình tắt nhưng mà để tập trung đi, chứ giờ cũng mệt lắm. Ừ. Tôi chào mọi người nha.